mình sẽ thổi quả bóng bay này to hơn cái nhà của mình luôn. Ôi, kiểu chỉ cái mình đang xin. Mình sợ hai gì mà mình sợ hết hồn. Khánh Linh này, giờ mẹ nhờ con chút việc được không? Việc gì vậy mẹ? Hôm nay mẹ có việc phải đi ra ngoài, mà cô bảo mẫu lại xin nghỉ. Con ở nhà trông em Hà Anh giúp mẹ nhá. Không được đâu mẹ, em Hà Anh nghịch lắm, con không trông được đâu. Hay là mẹ cho em đi cùng đi mẹ? Đi cùng mẹ làm sao được? Mà này, mẹ bận thì con phải trông em giúp mẹ chứ. Em ngoan lắm. Đấy, em ngoan mà. Ở nhà trông em, lát về mẹ mua quà cho. Con ở nhà phải nghe lời chị nhá. Vâng ạ. À, mẹ ơi, con có hẹn với Gia Bảo ra xóm chơi rồi. Cả tuần này chỉ đợi đúng ngày chủ nhật để được nghỉ đi chơi với các bạn thôi. Bây giờ chồng em thì làm sao mà chơi được mẹ? Vậy con hẹn Gia Bảo buổi chiều ra chơi thì có sao đâu. Buổi sáng ở nhà trông em cho mẹ. Nghe mẹ dặn đây này, hai chị em chỉ được ở trong nhà chơi thôi, không được đưa em ra ngoài chơi đâu. Bên ngoài nhiều người xấu lắm, mượn con mải chơi người ta bắt mất em đấy. Mà con nhớ, ở nhà phải chơi đồ chơi với em, không được xem tivi đâu đấy. Thế nhá, mẹ đi đây, không kẻo muộn giờ mất. Ơ, mẹ, con không ở nhà trông em đâu, Khánh Linh. Bây giờ em vào lấy đồ chơi, giá chị em mình chơi nhá. Chơi gì mà chơi? Chị ơi. Chị lại xem tivi rồi. Công chúa đẹp quá. Chị ơi, chơi cùng em nhá. Chị đang xem tivi hay không để chơi đồ chơi đâu. Chị không nhớ à? Mẹ bảo là không được xem tivi mà. Em thật là. Thôi được rồi, tắt tivi, không xem nữa. Để chơi cùng em nhá. Không, chị đã bảo là chị không chơi rồi. Em tự đi mà chơi. Chị đi đọc chuyện tiếp đây. Các bạn ơi, các bạn thích chơi và trông em không? Còn mình thì không thích chút nào cả, vì em thật là phiền phức. Tiếng gì vậy? Là em. Em làm gì vậy hả anh? Em chơi đồ chơi mà chị. Em thích chơi gì thì lấy cái đó ra thôi. Sao lại đổ hết đồ chơi ra nhà như vậy? Nhưng mà em muốn chơi hết chỗ này. Là em tự bày ra đấy nhá. Lát tự đi mà dọn, chứ không dọn hộ đâu. Cân ngư có củ nào? Nào đừng im mà chị cân nha. Lâm lạng luôn. Nửa quả thanh long. Hai lạng. Chơi một mình chẳng vui chút nào cả. À, mình sẽ đi đá bóng. Bọc cất hết đồ chơi cho chị. Wow. Nhưng mà chị ơi, nhiều quá. Chị cất đỡ em đi. Chị có chơi đâu mà phải cất. Mà nếu em không muốn cất thì cứ để đây. Lát mẹ về mẹ sẽ phạt em. Chị ơi, chị đã dọn đồ chơi chưa? Em chưa. Vẫn chưa. Em hư quá. Chị phạt em mưa vào đây. Không được chơi gì nữa. Vâng ạ. Ở nhà cùng chị Khánh Linh chán thật đấy. Chị ấy chẳng chơi gì với mình cả. Sticker này. Sticker Hello Kitty luôn. Chị ơi, cho em cái này nhá. Không được, là bạn chị tặng cho chị đây. Nhưng em thích, chị cho em đi mà. Thích à? Vâng ạ. Vậy thì phải dọn hết cho đồ chơi kia đi. Dọn xong chị sẽ thử cho một sticker. Ta ra, chị hứa nhá. Chị hứa, phải dọn đi, dọn y như ban đầu đi nhá. Vâng ạ. Em làm xong rồi, chị thưởng cho em một cái sticker đi à. Được, vậy em muốn dán vào đâu? Dán vào mặt em đi, để tí vẻ em vào khoe mẹ. Đúng là đồ trẻ con, có mỗi cái sticker mà cũng khoe. Thôi được rồi, dán lên mặt đúng không? Chị ơi, chị có thấy em xinh hơn tí nào không? Có giống Hello Kitty không? Có, xinh. Hay chị cho em hết chốt sticker này đi, em thích lắm. Em sẽ dán khắp mặt để trông thật xinh luôn. Em thích cái này lắm hả? Vâng, em thích lắm. Cho em nhá. Chờ, chị mới nghĩ ra cái này. Cái gì vậy chị? Giờ, hai chị em mình sẽ chơi các trò chơi. Người chiến thắng ở mỗi trò sẽ nhận được một sticker. Để xem kết thúc trò chơi, ai sẽ là người nhận được nhiều sticker hơn nhá. Chơi luôn, em sợ gì? Chị nhường cho chị em một sticker đây. Wow, chị xinh thế. Trò đầu tiên là gì vậy chị? Là gì? Sẽ biết ngay thôi. Yeah.
Em làm gì vậy? Cái vòng tay này bé quá, em không đeo được. Trời ạ, cái vòng này là để chơi trò ném vòng chứ không phải đeo vào tay em đâu. Là sao? Giờ hai chị em mình sẽ thay phiên nhau ném vòng vào kia, ai mà ném được nhiều hơn sẽ thắng. Yeah. Ném vòng này vào kia. Ừ. Kẹo dễ ạ, để em chơi cho trò. Nhìn này, em ném siêu nằm đây. Tưởng chơi trò này dễ như ăn kẹo, ai ngờ khó như ăn chanh. Vậy là em chỉ ném được 2 cái vòng thôi. Nhìn chị thể hiện đây này. Mời chị gái của em thể hiện. Ok, ném nha. Vào đi. Ôi, là anh xông vào. Quá đẹp luôn, nhưng lại không được dán trên mặt mình mà là dán trên mặt của mình. Yeah, vậy là mình đã có 2 sticker rồi. Không sao, vài thứ hai chắc chắn chị sẽ thắng. Để xem, em chơi trò gì cũng giỏi lắm đây. Trò chơi thứ hai có tên gọi thả bóng vào hộp và mình sẽ là người chơi trước nhá. Chị Khánh Linh ơi, chỉ có 10 quả bóng thôi, chị cố vào lấy một quả nhá. Dám khinh thường chị à? Được lắm, chị mà thắng thì đừng có khóc nhé nhá. Lượt chơi của chị Khánh Linh bắt đầu. Quả bóng đầu tiên. Quả thứ hai. Yeah. Quả thứ ba. Quả thứ 6. Quả thứ 7. Quả thứ 8 này. Vào đi. Không vào. Quả thứ 9. Vào bài xuất phát. Quả cuối cùng này. Mà chị Khánh Linh vào tận 4 quả. Áp lực đang đè nặng lên đôi vai của mình. Ở phần thi của mình thì mình phải cố gắng rất nhiều. Chị Khánh Linh chúc em đi. Chị chúc ai không phải được quả nào nhá. Thế chị có 10 quả luôn. Được rồi, quả đầu tiên. Nào, 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 quả thứ 6 lên đường nào. Quả thứ 7 bắt đầu. Yeah. Quả thứ 8 nha. Ôi, vào rồi. Quả thứ 9 lần nào. Quả cuối cùng. Lăn đi. Vậy là hai cũng được 4 quả. Yeah. Thế nhưng rồi, thế là hai chị em mình hòa nhau đấy. Vậy thì mỗi người sẽ được 1 sticker. Chị sẽ dán cho em nha. Em cũng dán cho chị Khánh Linh này. Của em đẹp quá này. Còn chị cũng đẹp nha. Vui quá chị ơi, chơi tiếp đi. Ok, vậy chúng mình sẽ chơi tiếp trò thứ 3. Mình sẽ thổi quả bóng bay này to hơn cái nhà của mình luôn. Yêu, chị Khánh Linh đã xin. Định sợ hai gì mà mình sợ hết rồi. Chị đem cho em quả khác này. Nhưng mà chị ơi, em vẫn chưa hiểu chơi trò gì mà lại có cốc với cả bóng bay thế ạ. Chị em mình sẽ chơi trò thổi bóng bay xếp cốc. Có 6 chiếc cốc tất cả.
ai mà xếp sân trước sẽ giành chiến thắng. Sao thế, em đang ở đâu à? Sao chị không bảo sớm, làm vừa nay em thổi quả bóng kia hết cả hơi rồi, làm sao mà thắng được? Lo gì, há miệng dặn thì cho ít hơi nhá. Ui, chị đùa thôi, trò này đơn giản mà, chơi nhá. Vâng, chơi luôn. Trò chơi thổi bóng siêu cấp bắt đầu. Một em Hello Kitty nữa đi. Em này nha. Vậy là chị cũng đã có 2 sticker. Chị ơi, em muốn chơi trò phi máy bay giấy. Vậy thì chơi luôn. Nhưng em không biết góp. Vậy thì chị dạy cho nha. Vâng ạ, thích quá. Có một tờ giấy. Em cũng có một tờ giấy. Đặt xuống bàn. Em cũng đặt xuống bàn. Gấp nhá. Ok. Dán hết cả sticker lên mặt trông buồn cười thế. Từ sáng đến giờ hai chị em con chơi rất nhiều trò chơi luôn mẹ ạ. Xong ai thắng sẽ được dán một sticker lên mặt. Mẹ nhìn xem mặt con hay mặt Thái đẹp hơn. Cả hai công chúa của mẹ đều rất xinh đẹp luôn. Đấy Khánh Linh, ở nhà trông em vui mà, vậy mà lúc sáng cứ chối mãi không muốn trông em cơ. Tại con cứ tưởng trông em không vui, nhưng hóa ra là vui không tưởng luôn mẹ ạ. Từ giờ mẹ có việc đi đâu, con sẽ xung vọng trông em cả ngày luôn. Con gái của mẹ ra dáng làm chị con rồi. Mẹ có quà cho hai đứa này. Em cầm lấy đi. Vâng ạ. Chị ơi xin mẹ ạ. Được rồi, hai chị em ta chia nhau ăn đi. Mẹ vào nấu cơm đây. Vâng ạ. Hai người cho chị bóc cho. Vâng vâng vâng, nhanh nhanh chị ơi. Kiểu gì mà lạ thế nhở? Có cả tách to nữa này. Để chị bóc ra xem nha. Vâng ạ. Ui, thơm thật, hái thử đi. Thơm thật chị ạ. Wow, thì ra là kẹo mút hình que kem. Nhìn hấp dẫn thật đấy. Chua chua ngọt ngọt, ngon lắm chị ạ. Đúng là ngon thật đấy. Mẹ mình mua kẹo xịn thật. Các bạn ơi, trông em không khó như chúng mình nghĩ đâu, mà lại còn rất vui nữa. Nếu bạn nào phải trông em giúp mẹ thì hãy vui vẻ nhận lời và sáng tạo ra nhiều trò chơi để chơi cùng với em mình nhá. Là em mà được chơi cùng anh chị của mình cũng vui lắm đấy các bạn ạ. Chúng mình ơi, ăn hết kẹo của chúng mình đã chơi tiếp nhá. Yên tâm, chỉ còn nhiều trò chơi lắm. Ui, thích thế, nghĩ đến được chơi là em lại thì thích rồi. Thì cũng vậy.